Chữ con 58. Một con lắc là so, chỉ là một vật dao động này, phương trình x bằng 4 cos bình tê. cm này. Quãng đường phải đi được trong thời gian 2,875. Thế là t bằng 2,875. Đây. Và tính từ người t bằng 0 nhé. 2,875. Không biết là đổi quy đổi phân số nó là số nào đây. Thì ta có này. Đầu tiên có đen là có chu kỳ t của ta bằng 2π là 0,5 giây. 0,5 giây vậy xuyên là cái delta t của ta chia chu kỳ t thì chính là bằng 2,875 nhân với 2 luôn, chia cho 0,5 là nhân 2. Nhân 2 bắt đầu nhân này, 2,875 0,75 nhân 2, 2,875 nhân 2 0 này, 5 này, 7 này, 2, 4 là 5,75 5,75 giây. 5,75 này ta để biết được không? 5,75 thì nó chính là 5 cộng 3 phần 4. 5 cộng với 3 phần 4. 3 phần 4 là 0,75 mà. Phải bắt chéo lên, ta chọn delta t thì bằng 5t cộng với 3t trên 4. 3t trên 4. 3t trên 4 cũng khá đẹp. Khá đẹp, thầy có thể tách được. Thì thầy tách kiểm tra t bằng 0 nhá. X0 bằng này, B0 như nào này. T bằng 0, này. X bằng 4. B0 bằng 0 à. Nó phải đang ở biên. Phải đặt biên. Phải ra vẽ hình này. Ra vẽ hình này. Phải vẽ trục ngang nhé. 0 này. Trừ 4 này. Đây là 4 này. Sau 5 vẫn bắt đầu ở biên dương. Sau biên dương. Biên dương. Bắt đầu đi này. Sau 5 chu kỳ t vẫn ở. Vẫn ở đây. Và thứ 3t trên 4 thì có thể tách ra. Thì thầy tách thành t trên 2 cộng với t trên 2 cộng t trên 4 đây. 4 này, vẫn đi sang bên này rồi. Sau 5 chu kỳ t vẫn ở đây mà. Bắt đầu đi được 3t trên 4 đi sang bên này và đi về đây. Thì ta đúng t trên 4, đây là t trên 2 cộng với cái này. Dừng lại đây. Đợi quãng đường S của ta là bao nhiêu? Đợi quãng đường S của ta này. Sau 5 chu kỳ t thì 5 nhân 4 a cộng với 3t trên 4, em nhìn hình vẽ. Từ đây sang đây là em đã được 2a rồi. Cộng thêm 1a nữa là cộng 3a. 23a đây là. 23a và nhân 4 bằng 42. 92cm. 92cm. Đó các em được đáp án là đi. Vậy từ trước con 59. 59 này. Vật dao động phương trình x bằng 5 sin 2 pi t cộng pi trên 6. Xác định quãng đường và đi được từ thời điểm t bằng 1 đến thời điểm t bằng 13/6 giây. T bằng 1 đến t bằng 13/6 giây. Việc đầu tiên là ta này, chu kỳ t ta bằng 1 giây rồi này. Cái thứ hai, delta t của ta 13/6 mà trừ đi 1 là còn 7/6. 7/6 mà chu kỳ t bằng 1 chính là 7t trên 6 luôn. Và ta tách ra được ngay bằng t cộng với t trên 6. T cộng t trên 6. Được. Và bắt đầu tính từ t bằng 1 giây. Tức là tại t bằng 1 giây. Thì ta tính là x bằng x1 bằng v1 dương âm này. T bằng 1 thì chỗ này 2 pi ta vứt đi. Vậy sin pi trên 6 thôi. Sin pi trên 6 thì bằng 1/2, vậy chỗ này bằng 2,5. Sin thì đạo hàm là cos pi trên 6 dương rồi, vậy v dương. Thầy có thể sử dụng trục thì thầy tính được ngay. Không cần tính x2 đâu nhé. 0 này, trên là dương 5 này, dưới là âm 5 này. Bắt đầu đi từ đi độ 2,5 theo chiều dương, 2,5 đây. Theo chiều dương, chạy lên. Chạy lên. Sau một chu kỳ vẫn ở 2,5 đi theo chiều dương như này. Đi theo chiều dương như này. Và sau t 6 nữa vẫn sẽ đi như nào? Đây, sau t 6 thì vẫn đi từ 2,5 đến 5 luôn. Vừa đủ khoảng thời gian đó. Vậy đây, khoảng thời gian đi thêm này. Đây nhân F phải này. Vậy thì đó tính được ngay S của ta vào. Trong một chu kỳ t có đường đi là 4A, 4A là 20. 20 cộng với cái đoạn
thêm này S phải nữa thì là 2,5 cm thôi. Thì ta được đáp án là 22,5 cm. Em được đáp án là C. Bài 60 thầy cho số nó rất là lẻ để cho mọi người rèn về tính toán, nhưng chắc chắn là phải tính x1, x2, v1, v2, sau đó các em trừ đi. Thì bài 60 các em tính được đáp án là 42,5. Để không có máy tính ở đây nó rất là lẻ và khó để trong việc thay số. Như vậy thầy chưa xong bài tập về phần thời gian và quãng đường trong gợi tuần hoàn 60 câu. Thì buổi tới ta sẽ chuyển tiếp sang phần tốc độ các dạng toán buổi cuối bài giảng nữa. Tốc độ trung bình, rồi quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất để xác định lý độ của vật ở một thời điểm nào đó. Thì chúng ta kết thúc buổi kỳ định năm nay nhé.